Rồi nghe Mia Zilla thì mình nghe nói có một bạn chơi game này, thế là bảo game kinh dị kỳ lạ nhất thì hôm nay mình sẽ chơi thử. Mình sẽ chơi thử nhá. Từ từ mình nghe nói là game mình kinh dị lắm thì mình bật nhạc. Nhạc đây. Không hiểu sao chơi game kinh dị mà bật nhạc chiến lên nên đảm bảo là hết kinh dị luôn. Ở đây cái tab mình bật nhỏ tiếng game đã. Mà mày bật nhỏ lắm ở đây. Làm sao nó vẫn to đùng đấy. Để mình bật được to tiếng cái nhạc lên đó. Tránh la hét. Nhưng mà mình lại không nghe rõ gì các bạn cả. Thôi bắt đầu game này. Vẫn không được nhở. Rồi 25 rồi. Bắt đầu. Gì đây? Có gì? Có cái chuông trên quầy. What's up? Oh, hello. Tôi đứng ở đây này. What's up? Oh, anime luôn. Xin chào. Quán cà phê của mọi người đâu rồi? Tôi chỉ làm việc ở đây ha. Đó là một quán cà phê khá độc đáo. Họ đã thuê tôi để phục vụ cho khách. Đi. Lệnh của bạn. Chắc chắn rồi. Mình ngồi đây đi. Nhìn cũng có tè chứ. Nhưng mà mình chơi chơi game này nên mình hôm nay mình bận quá, mình không có quay được, mình mải làm MV. Khoan, từ từ. What the bây giờ tôi xin gọi món gì đây? Gyudon. Chó ngò. Đừng mở. Có món nào khác không? Thôi gọi tạm với Gyudon đi. Tráng miệng à? Tráng miệng thì mới gọi bánh táo đi. Lắc ạ. Đây là mẹ. Ok. Mình sẽ xem nó làm. Tao nghi mày lắm nha con đỉ này nha. Hết một bài đấy, giờ nghe. Rất nhiều thời gian, tôi đoán. Phải làm gì? What the fuck? What the fuck? Tính ra còn chưa được mấy giây nữa. Đờ mờ mờ thật. Thật nhanh. Đi cẩn thận ông đấy. Mình thấy cái đi vào đấy là không ổn đấy. Làm thế nào bạn nấu nhanh? Nấu thế nào trước đó à? Ôi giời ơi. Ăn nào. Ok. Ui giời ơi, cái trò này. Nhiều khi nó lắc thế nên mình không biết cái nào với cái nào được. Bà mẹ khốn nạn vậy. Ba lần luôn. Bốn.
Còn mẹ mày, mày nhờn mày tao nhớ cái mặt mày đấy con chó. Thế rồi nó lắc. Sao chưa lâu thế? Rồi hết mẹ giờ rồi. Rồi xong. Ê, không dọn đồ mình nhìn bố mày à hả? Dọn đồ đi xem nào. À mày thích nhìn không? Mày thích nhìn không? Mẹ mày thích nhìn không? Mày thích nhìn không? Nào, nhìn tao. Ừ. Nhìn tao mày. Đi nào. Mẹ đã đứng im đấy á. Cánh cửa không mở. Cái gì? Cửa sẽ không mở. Bạn mình chắc chắn là đụng vào nó chuẩn sẽ có một thứ này. Mình thấy mình đã đi rồi, nó hay bị vướng cái này. Nè nè nè, có cái điểm rồi, rồi rồi có điểm rồi, có điểm rồi. Ê đó ít rồi, xong tốn tận 7 phút cuộc đời của bố mày rồi. Nhân viên mở cửa xem nào. Thôi gọi đi. Không có gì trả lời. Nó đi lùi các bạn ạ. À đây. À không đi được, không đi. Bảo mà e nó. Tôi là phải đi lùi như này. Ơ cái điếc của mình nó vẫn còn ạ. À. What the, cái tiếng. Ôi vai nó trên này ạ. À. Ê con chó này tao, đấy tao biết ngay rồi. 3 chấm, 3 chấm, 3 chấm. Kết thúc tồi một. Và thế là hết. Bà mẹ cái game kỳ lạ thật luôn đấy. Rồi mình dừng là để mình đi vệ sinh các bạn nhé. Không thấy sợ gì lắm nhưng mà thôi mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn chỉ một like, một subscribe, một comment cho mình nhé. Bye bye mọi người.